Lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện Thạch Thất vừa bắt giữ hai đối tượng là Cấn Văn Dũng 33 tuổi, trú ở xã Bình Phú huyện Thạch Thất và Nguyễn Văn Sơn 23 tuổi, trú ở xã Sài Sơn huyện Quốc Oai Hà Nội về hành vi trộm cắp và cướp tài sản. Hai tên này rủ nhau đi rình gia đình nào sơ hở để trộm cắp. Đi đến đoạn đường ở xã Tràng Sơn huyện Thạch Thất thì phát hiện một chiếc xe tải đỗ ven đường, trên ô tô có chứa nhiều gỗ trị giá gần 200 triệu đồng. Hai đối tượng đã đập vỡ cửa kính rồi lái xe ra khỏi hiện trường.